Ok, hello anh em. Chào anh em đã quay trở lại với uh, trò Shadow Fight 2. Uh, cùng uh, anh em chém gió những cái kiểu như thế này. Giansu. Sổ. <laughs> Úi sổi Ok, thì mình không nói nhiều nữa, bắt đầu thế nào. Thì lần trước mình đã tải bản hack về và anh em uh, cũng có người bảo ha hay lắm, có người bảo không hay. Nhưng mà mình vẫn thấy hay vì kiểu như là nó cái kiểu như là mẹ về sau càng ngày càng khó mình đã biết lấy tiền đâu ra mà cày thì mỗi video cần phải có một cái gì nội dung mới nên là tôi không cày được nên anh em thông cảm rồi ôi, 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 ôi. mày mày bù đọc. mày hơi nhầm rồi đấy mày hơi nhầm cha mày hơi nhầm rồi đấy mất đấy nhá ra xuống hát ra khi vào đây vào đây vào đây nhầm hết hit mày mày làm sao mày làm sao chết cụ mà đê ô chết rồi à chém nó em úi trời rồi u nửa máu không ngu người chết cụ mà đi ui rồi nó đá vào đầu mình giác cụ Võ sĩ si đạo Võ sĩ si đạo ở trên cổ đề Nó cầm ba to nghe anh em Lâu quá nhở Experience lâu quá Insane này ờ, cái kiếm của mình đâu rồi Mình full hết rồi Kiếm cùng Các kiểu đa điều Ok Bây giờ mình sẽ đánh kiểu. Đánh thử luôn Sợ cái đéo gì Thằng này đúng không Anh em muốn tôi đánh thằng này đúng không Thử cái trình độ thôi Ghost vết Shadow Bóng ma vết Bóng ma vết kiểu cái bóng Ủa quay Ủa kiếm võ sĩ đạo cho tôi anh em ạ Ôi dồi ôi, lại khó thật Đã ổn rồi Thôi thì chúng ta cùng survival Survival cho chúng ta sống lâu đến đâu nhá Round 1 Tiền thư mày Chết cụ mà đi Chết cụ mà đi Một chém Cái con này phải cày level đấy anh em cứ đừng đừng sợ là chán nhá Ui perfect <laughs> Nói chung là giáp mình này perfect là đúng rồi rồi đây con Được đây mày mày đây. mày mày này Ngu người Ngu người chém vào đầu chết mẹ luôn hi 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 mày Cái gì cơ? mày, chém tao hơi đau đấy. mày hi 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 con lợn này. này Con mẹ nó khỏe nhỉ Cho mình cầm kiếp bị chậm đấy anh em ạ Đó rồi Mày ngu người Mày ngu người Làm sao chết cụ mà đi Ui rao 4 Chẳng lẽ mình cầm cự được chưa được rao 10 à Quất nó Quất nó Mày làm sao Mày làm sao? Chết phụ mà đê Cái này không biết được experience không? Ui dồi, hai thằng kia ra Bố mày ra xô Mày là ra xô fake Tao cũng là ra xô, hiểu chưa? Holy shit man Ăn vật này Mày ngu người Rao 6 rồi Quá đó Úi sồi ôi, ngã rồi Có lợn này, có lợn Ui, chết rồi Mày ngu rồi Mày làm sao? Mày làm sao? Mày làm sao? Đứng dậy, đánh tiếp Ôi rồi Mày làm sao? Sốc nhá Chết cụ mày đi Mày mày ngẩng đầu lên ăn 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 ngay phát bổ vào mồm Rau bảy rồi Ui mã tấu tạo mã tấu này ôi rồi nó không thầm lắm tấu này ôi right. người holy shit man ôi người ui thắng anh em ạ này, mày làm sao cơ critical hit mày bố láo này một phát nữa nào, <laughs> ui chết mẹ mày đây, <laughs> Chắc là tôi thì cầm cự đến rau tám thôi, mẹ thật, bọn này cũng kinh quá à, chơi giả lập thì nó hơi kiểu khó nhận dân, dân lệnh một tí, mày 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 chọc vào đầu, ôi xa, ôi xa, ôi xa. đánh nó hơi đạn tí nó đỡ nhiều quá con chết cho mẹ rồi Damn it You lose Mẹ có nhân 2, 2 kinh nghiệm Thế này phải đánh, đánh tôm mình rồi Thì mới được kinh nghiệm, từ nãy giờ mình đánh mẹ phí tiện phí công quá Có đâu nào Mày Mày Thôn À nó đánh mình chứ, đâu phải mình đánh nó Thôn, thôn lầm Thôn lầm, thôn lầm thôn lầm. này đi thôn lầm. Ơ chưa thắng à? Anh em đừng hỏi tại sao, anh em đừng hỏi nghĩa của từ thôn lầm là gì nhá. Thôn thôn lầm. Mày. thiếu nữ nhà quê à quên, thiếu nữ, thiếu nữ. Thiếu nữ thôn lầm, thiếu nữ, chết mẹ mày đi. Thôn nó là thôn nhưng mà mình là thôn. <laughs> Ngủ người tiếp tục nào Ủa, quỷ đói Madman men mặt mụn Madman men là mặt mụn ok mặt mụn này mặt mụn mặt mụn mặt mụn rồi đấm đau quá nhỉ cái đéo gì ui toàn đấm đầu ạ có khi thua ấy đau ạ ủ đã ui mình chém đau hơn nhưng mà nó chém đau phết mày ngu người Mẹ thằng mặt mụn này kinh quá, xong muối các thứ Nó cầm mẹ quả Lưu thủ song đao, à quên song, song, song đấu Song, song đấu, song quyền, chết mẹ em đi Song quyền này song... Úi trời ơi Vớt kiếm, vớt kiếm lên Vớt kiếm lên, đúng rồi Hasagi Ôi chết chết à Hasagi 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 Ngu người Chỗ này là vừa năm à Phát nữa đi fail luôn đi rogu em mày chó ngu ok thằng chó ngu chó, chó ngu này vớt kiếm đấy mày mày làm sao mày nhảy lên á à? mày cũng nhảy lên á chém vào chân ú sợ xỉa ú sợ xỉa Úi sợ ú sợ ôi thôi chết rồi xác định à ôi thôi giờ chân lên nó chém phát chân mẹ thối đầu thật Let's go man. Rogu này. Rogu Rogu này sốc luôn nhá, mất vũ khí. Con anh. Con anh. Rồi. Mày vẫn đánh được đầu tao, chứ mày mày đánh. Thốn quá nhỉ. Rip. Ôi, còn một tí này anh em, đánh nốt trận nom, trận thơm uh... thôi mình đến đây là ăn rồi. Zester. Zester là Zester nghe quen quen. Này. Mày chém chân đi đâu? chảy máu rồi. Mày ngu người. Vậy? Mày ngu mày ngu người này. Zester bốc phét à? Zester giống Fiddler anh em nhỉ Fiddler Fiddler fighter, fighter. mày làm sao? rồi cái gì cậu ui nó lộn kích thế nhỉ bao giờ tôi mau được chiêu lộn đi mày ăn ăn đủ luôn <laughs> ăn đủ luôn thế còn mày vào đây công nhận thật mẹ khỏe vãi đây ok lên level bốn rồi là level năm rồi mở profile xem nào 400 chain to eat the crystal head with the falling to the ground avenger này Học này đi Ok mình đã có vũ khí mới rồi Store đã Machete này anh em Ê, Ngay phải lớn. Ô, Mình còn mua vũ khí đó mà Đi ra suốt Ơ Hóa ra mình chưa upgrade Tiền sư À mình cần level 5 để upgrade Ok Rồi mình có thể upgrade cái này này Red Doublet Cái mũ thì sao? Snake Mesh Rồi Snake Mesh này Ok Như một nhẫn giả Ui Thôi chờ các bạn Ui vãi rồi luôn sợ đéo mà mày mày đang chích tờ đúng không chích song sóc đúng không mày mày chích tờ uổi nó nghĩ khúc côn anh em ạ nghĩ khúc nghĩ khúc côn nghĩ khúc côn nghĩ 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 khúc côn nghĩ khúc côn ui rồi thằng rồi thao đạn nghĩ khúc mày nghĩ khúc côn á uổi nó quật kìa mày cầm những khúc côn mà mày to cái này phải thách đáo anh em ạ úi sổ nhị giúp côn, chết mẹ mà đê đứng dậy nào tiếp tục còn đâu làm sao cơ mày... ui ui nó có cái 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 gì đấy à mình có áo giáp này khả năng áo giáp mày 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 critical hit mày hit rồi Sao chỉ có cái chỗ cái đó động, chuyển động Ôi <laughs> dồi Đừng bảo <laughs> này thua chứ Mày, 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 mày Mày, ngu người, thắng rồi YOLO You win Ô, oh, được gặp những khúc côn Ô, oh, được gặp những khúc côn anh em ạ Ui, bye bye cây nhị khúc nó ngang với cả cái machete ngon quá bố mày sợ mày quá đây đúng không thằng này lần trước lúc mày đánh bố mày đúng không bây giờ bố mày quay lại một phục thù Ghost shadow bố mày sợ mày quá cơ Đấy, thấy bố mày lý tử long chưa lý tử long đứng dậy đứng dậy quan tiếp quan tiếp quan tiếp mua mua lý tử long rồi lý tử long mẹ rơi vũ khí rồi con mẹ lý tử long rơi vũ khí đánh đéo gì nhưng mà vẫn khỏe lắm lý tử long rơi vũ khí bố đấm thưa. 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 bố đấm nhớ chưa nhớ chưa rồi chết con đệ này mẹ dám đánh rơi vũ khí của cụ à? ui sợ, ui sợ, múa, múa, múa. Amazement effect Let's go man Quá nó Mày, mày Úi dồi Úi dồi vật mình rồi Úi dồi Chặt, chặt bố mày Chặt, chặt bố mày Chặt bố, chặt bố mày chặt, 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 chặt bố mày Nhờ, nhờ Úi dồi Em sao. Ui, kìa. người. À, thắng rồi. <laughs> ok, thì mình đã thắng rồi. 100 cái shuriken luôn. Thì để ủng hộ mình làm tiếp cái series này. Thì anh em đừng quên nhấn like, comment ngay phía dưới. Và nhấn subscribe để ủng hộ cho tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.